Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công. Thì hôm nay Tâm sẽ giới thiệu với các anh chị mình biết về một cái dòng sản phẩm mà nó cực kỳ là hiệu quả. Đối với các anh chị lớn tuổi hiện nay thì tình trạng vấn đề mà đau xương khớp hay nhức mỏi, đau lưng, thoái hóa, đốt sống cổ, đốt sống lưng hay là bị tê tay, tê chân thì thường là gặp ở những người lớn tuổi là nhiều. Thì các anh chị lớn tuổi mình không biết mua cái sản phẩm nào mà sử dụng cái sản phẩm thuốc Tây thì nó rất là ảnh hưởng đến đến cái hệ tiêu hóa là cái dạ dày của chúng ta. Thì Tâm cũng bị cái trường hợp đó. Tâm đã bị đau cái khớp gối và đau cái khớp đốt sống cổ, đốt sống lưng. Thì Tâm cũng đi đến bệnh viện và Tâm được bác sĩ tư vấn là hãy sử dụng sản phẩm cho hết đau dạ dày xong mới uống xương khớp được. Vì sử dụng xương khớp nó làm cho dạ dày của chúng ta rất là đau. Thì từ do đó Tâm không có sử dụng cái sản phẩm thuốc Tây mà Tâm quay qua Tâm để tìm một cái dòng sản phẩm nào nó là thảo dược. Thì tình cờ Tâm cũng được một người em giới thiệu thì Tâm biết được cái dòng sản phẩm này là cái dòng sản phẩm glucosamine của xuất xứ từ nước Nga. Và nó đã có mặt ở 65 quốc gia trên thế giới và nó đã được vào thị trường Đức và thị trường Mỹ. Thì các bạn nó biết nó đã được vào thị trường của Mỹ thì các bạn biết sản phẩm nó có tốt hay không rồi, không cần phải nói nữa. Cái dòng sản phẩm này thì nó gồm có 120 viên mà giá thì 906.000 đó, một lọ như vậy nè các bạn. Tâm đã sử dụng hết hai lọ rồi thì Tâm thấy cái tình trạng hồi trước kia thì cái đầu gối của Tâm á nó đi nó hay lụp cụp vậy mà cái xương sống thì nó nhức, nó đau cái xương sống thường xuyên lắm. Đó, nhất là cái lưng, tại Tâm là cái người buôn bán á, Tâm ngồi nhiều nên là Tâm bị đau lưng thường xuyên lắm. Khi mà Tâm dùng cái sản phẩm này hai lọ với Tâm cũng nói chung là Tâm cũng kết hợp cái dòng mà bộ ba thanh lọc để thanh lọc độc tố trong cơ thể, thì và sau đó Tâm kết hợp cái sản phẩm này mình dùng để nó tạo cái chất nhờn cho khớp á, là cái làm cho cái sụn khớp của chúng ta nó cái khớp chúng ta nó không còn bị mà lụp cụp nữa, nó không còn đau nhức nữa. Thì công việc của Tâm là Tâm ngồi suốt một ngày luôn mà các bạn biết hồi lúc trước á, thì Tâm ngồi xong tối đi về Tâm nằm á, là nó nhức lưng chịu không nổi, hoặc là ngồi lâu mình đứng dậy là mình đau, mình đơ rồi mình đi mà cái kiểu như mà phải chống hai cái tay lên cái đầu gối mà mình phải đứng lên á, nó đau vậy đó. Khi mà Tâm đã dùng được cái sản phẩm này rồi và kết hợp với cái dòng thải độc á, hả, mình kết hợp lại, tại vì cơ thể của mình nó nhiễm độc tố nhiều quá cho nên mình phải thải độc ra, xong rồi Tâm dùng cái sản phẩm này tuyệt vời luôn các bạn. Tâm đã trải nghiệm rồi thì các bạn biết cái tình trạng mà xương khớp mà nếu như chúng ta mà dùng thuốc Tây nhiều á thì nó chỉ là giảm đau thôi chứ nó không thể nào mà nó hết được, mà nó làm cho chúng ta xót ruột và đau dạ dày rất là khó chịu đó. Mà nó sẽ dùng lâu ngày nó sẽ quay qua là đau dạ dày rồi gan thận đủ kiểu hết á. Nói chung là xương khớp mà nếu mà chúng ta dùng thuốc Tây là Tâm chắc chắn rằng kiểu gì cũng phải đau dạ dày đó. Cho nên cái sản phẩm này nè, là mình dùng mình không bị đau dạ dày mà mình dùng rất là hợp với cơ thể mình, kiểu như là mình dùng vào là mình không có bị cảm giác như là khó chịu lân lân hay xót ruột hay như thế nào, mà nó tạo cho chúng ta là một cái, nó làm cho cơ thể chúng ta linh hoạt hơn, khỏe mạnh hơn, trơn tru hơn, có các khớp nó rất là dễ chịu và nó cung cấp đủ dưỡng chất cho chúng ta. Mà cái thành phần cái sản phẩm này á, nó là nó cái hàm lượng của nó là hỗ trợ bảo vệ xương khớp tổn thương và phòng ngừa đau khớp, tăng cường cái hoạt dịch, nó tăng cường cái chất nhờn cho khớp á, và tránh mòn sụn khớp và nó thúc đẩy quá trình phục hồi của khớp đó. Các bạn thấy hiệu quả chưa? Mà nó là cái dòng sản phẩm nó thảo dược của Nga. Nãy giờ Tâm quên nói, nó là thảo dược của Nga, hoàn toàn là thiên nhiên từ cái thảo dược mà nó nằm ở cái vùng đất băng giá của Nga đó. Thì khi mà các bạn dùng á thì các bạn nên uống đúng đủ đều thì Tâm chắc chắn rằng là các bạn sẽ khỏi về cái tình trạng xương khớp thôi. Thì xương khớp chúng ta là nó bị rất là lâu năm. Cái xương khớp là một cái khung xương mà giống như cái nhà chúng ta có cái sườn nó chắc thì cơ thể mới khỏe đó. Nếu như chúng ta không có mà xây cái khung sườn chắc thì căn nhà nó không có được bền lâu, cho nên là phải cần một cái quá trình. Các bạn khi sử dụng mà cái vấn đề mà cái xương khớp đó, không thể nào ngày một ngày hai hết được các bạn phải dùng trong trong vài tháng, mà phải dùng đúng đủ đều
thì Tâm chắc chắn rằng là các bạn sẽ khỏi về tình trạng xương khớp, mà khỏi an toàn, nó không gây ra tác dụng phụ. Tâm đã sử dụng 7 tháng qua rồi, thì cái tình trạng mà cái xương khớp của Tâm bây giờ nó cải thiện rất là nhiều, hầu như là 80%. Bây giờ hàng ngày Tâm vẫn ngồi, Tâm xuyên suốt, Tâm làm việc xuyên suốt, nhưng mà cái tình trạng đau lưng và đau xương khớp của Tâm nó giảm rất là nhiều luôn. Đó, Tâm thấy cái dòng sản phẩm này nó cực kỳ hiệu quả như vậy, cho nên hôm nay Tâm quyết định là để giới thiệu với các bạn, các anh chị mình. Nếu như mà các anh chị mà muốn mua cái sản phẩm này mà tận gốc nhà sản xuất, thì các bạn hãy bấm lên Google tìm và sản phẩm của Siberia, của công ty Siberia của Nga, thì nó sẽ ra thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn không có thao tác được về cái kiểu không thao tác được về cái vấn đề mà mạng á, các bạn không giỏi về mạng á, không thao tác được, thì hãy liên hệ với Tâm. Số điện thoại của Tâm là 0933 562 280, thì Tâm sẽ giúp đỡ các anh chị và các bạn mua tận trang web của công ty, và không có bị hàng giả hàng nhái, mua hàng chính hãng đó. Thì các bạn hãy liên hệ với Tâm, Tâm sẽ tư vấn kỹ và giúp các anh chị mua được cái sản phẩm chính hãng, để các anh chị dùng được cái sản phẩm giá ưu đãi của công ty. Và nếu các anh chị và các bạn thấy cái video này hay, thì hãy nhớ bấm nút đăng ký và chia sẻ cái video này cho các người thân của mình, người nhà của mình, hoặc là giúp giới thiệu với cái sản phẩm này cho người thân người nhà mình biết, để cho người nhà mình có một cái sức khỏe tuyệt vời. Và chúc các anh chị và các bạn có một buổi chiều tràn ngập niềm vui và gặp nhiều nhiều điều tốt đẹp. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.